thì đây là hình ảnh ai thưa quý bà con đó là thầy năm và cái bộ áo và bộ trang phục thì con chắc chắn đây là thầy năm à, và cái đường đi tu tập của sư minh tuệ bắt đầu là bắt đầu lại tiếp tục bộ hành tấm ảnh này được cho là hình ảnh mới nhất của sư minh tuệ thưa quý bà con và chúng ta cùng xem tấm ảnh và nói chuyện về tấm ảnh này thưa quý bà con trưa ngày hôm qua con có đưa một cái tin rất là xác thực là thầy thích minh tuệ đã không còn ở gia lai nữa và không còn ở công ty của của thầy nữa công ty của anh anh trai thầy đó là anh tuấn thì có nhiều quý bà con vào không tin những cái, cái thông tin đó đúng rồi có những cái nguồn thông tin mà không thể nào đưa ra cái uh, lý do để có cái nguồn thông tin đó được chị dám gửi cho quý bà con nên là ai muốn tin thì tin thì đó là những cái thông tin cô muốn gửi cho những quý bà con yêu quý xem ở trên kênh lâu thì quý bà con cũng đã biết và à, quý bà con đã quên một chuyện là con ở khu vực núi sạn thưa quý bà con thì mấy ngày hôm nay con có hay ngồi uống nước mía ở đầu đường khu vực núi sạn thì bà cô bán nước mía vào chiều ngày hôm qua có nói là một người có một người giống như sư minh tuệ à, ở trên cái khu núi ở trên kia thì tối tối ngày hôm qua thì đã có cái hình ảnh này xuất hiện thưa quý bà con thì nhiều quý bà con vẫn như vào nói con là chưa kiểm nghiệm được mọi thứ đúng rồi con chỉ đưa tin như vậy cho quý bà con nếu như, nếu như quý bà con xem trên kênh lâu thì quý bà con sẽ hiểu và biết thưa quý bà con và cứ xem những cái clip trước con đi vòng vòng con quay cái núi sàn á thì đây là hình ảnh ai thưa quý bà con đó là thầy năm và cái bộ áo và bộ trang phục thì con chắc chắn đây là thầy năm. À, nếu như quý bà con có xem YouTube nhiều về những kênh khám phá, ví dụ như kênh anh nhân gà vlog hoặc là kênh của hiếu mập, thì quý bà con sẽ biết à, <laughs> à, thầy thầy năm này à, cũng là một người à, rất là có tiếng trong giới tu đạo, tu tiên, thưa quý bà con và cũng không có muốn nổi tiếng nhưng mà à, lại có nhiều người cũng tìm tới à, vị thầy năm này và ngày đầu tiên khoảng thời gian đầu tiên khi mà sư thích minh tuệ à, đi bộ hành khất thực và chọn cái điểm dừng chân ở nha trang thì có đi tới ở một cái khu vực ở gần cái miếu miếu nam bè thưa quý bà con thì đứng ở đó gần ba ngày thì thầy nam này mới ra hỏi chuyện rồi từ đó sư ở đây à, sư ở nha trang đây ở khu vực núi sạn và sư đã có cái quá trình tu tập như vậy thì thời gian trôi đi sư cũng đã từng có một cái lời hứa với vị thầy năm này là dù đi đâu cũng sẽ về thăm thầy năm à, quý bà con cứ kiểm tra những cái thông tin đó để có những cái kênh à, đưa những cái cuộc phỏng vấn đó từ rất lâu rồi thưa quý bà con con không nói là những cái thông tin con gửi đó là hoàn toàn chính xác và không bắt tất cả mọi người sẽ tin con đó là đó là điều con muốn nói thưa quý bà con nhưng mà hãy cứ để thời gian kiểm tra thử đi vài tiếng nữa hoặc là tới tối hoặc là tới mai thì quý bà con sẽ rõ hết những thông tin mà con đang gửi tới quý bà con tại vì uh, kênh của con lâu nay uh, quý bà con cũng biết uh, không có làm về thầy thích minh tuệ nhiều đâu nhưng mà thời gian gần đây có nhiều quý bà con yêu thương và muốn biết nhiều thông tin về sư thích minh tuệ thì uh, con biết thông tin gì con sẽ gửi tới tất cả quý bà con cảm ơn quý bà con trong thời gian qua đã yêu thương con rất là nhiều đó và nói lại về cái hình ảnh này À, theo con thấy đây là cái bộ trang phục mới nhất của sư Không có phải là những cái bộ trang phục hồi trước thưa quý bà con Đây là bộ trang phục mà khi mà hồi trước thầy ngồi ở bên cái máy cày Mấy ngày trước thầy đã ngồi ở bên cái máy cày Ở công ty của anh trai ruột là anh Túng của sư thưa quý bà con Thì đó Đây là hình ảnh của thầy Năm rất là rõ ràng Và nếu như sư đã ẩn tu trong khu vực của thầy Năm Thì à, không biết những cái tình trạng người kéo lên đông có diễn ra nữa hay không chứ còn đã ở đây rồi khu vực đây thì có chủ đất đàng hoàng và người ta tu tiên thưa quý bà con à, nên là sẽ có những cái cách xử lý khác chứ không có sẽ giống như ở những nơi khác và con hy vọng đây sẽ mở ra một cái khoảng thời gian tốt đẹp cho cái quá trình tu học thưa quý bà con nhưng mà hãy để thời gian sẽ trả lời để xem thử có những cái hiện tượng tụ tập giống như ở những nơi khác hay không và rất là may mắn thưa quý bà con thì cái thời gian gần đây con hay ngồi uống nước mía ở cái bà cô ở đầu đường đi vào trong khu vực núi sạn thì cô đó cũng hay chia sẻ về cái khoảng thời gian trước sư minh tệ đã đi qua đi lại khất thực ở bốn năm năm sáu năm gì đó cô không nhớ rõ nhưng mà cô chỉ được khất khất thực chỉ được cúng dường cho sư thích minh tệ được hai lần thôi à, từ từ trên đi xuống về các sư sẽ đi cho tới hầu như là hết ngày hoặc là tới chiều tới xế các sư sẽ quay lại cái nơi ẩn ẩn tu của mình để may y ở ở khu vực này thì không biết cái thời gian tiếp theo khi mà sư thích minh tệ nếu như bức hình này là chính xác và mới nhất nhau với bà con hãy nhớ là nếu như thì con nghĩ mọi thứ nó sẽ vô cùng tốt đẹp vì đây là cái nơi của cư sĩ của tu sĩ của vị thầy năm thưa quý bà con thì con rất là tin tưởng cái vị thầy năm này sẽ có những cái cách và để cho sự thích minh tệ vẫn có thể tiếp tục tu hành giống như hồi trước nữa con tin chắc là như vậy nên là mong quý bà con nào mà không tin những cái thông tin này thì cũng đừng có nặng lời với con còn những quý bà con mà đang nghi ngờ thì cứ hãy để thời gian trả lời vào chiều hoặc là ngày mai, ngày mốt Những hình ảnh của sư sẽ hiện ra, sẽ diễn ra Vì đây là cái thời đại 4.0, 5.0 Thời công nghệ số rồi Thì mà ai trong túi cũng có cái smartphone, cái điện thoại của mình Một khi sư đã xuất hiện và đi xuống khu vực người dân Thì đường nào cũng sẽ có được quay và chụp lại từ người dân Thưa quý bà con, hãy để thời gian trả lời nha Theo con thì con thấy cái thông tin nếu Thầy sư Minh Tệ xuống ở khu vực Nha Trang, núi Sàng ở khu vực Thầy năm đây. Thì con theo quan điểm của con thôi, thì đây là những cái thông tin rất là xác thực thưa quý bà con. Tại vì có những cái người ở xung quanh đã nói và một lát nữa con sẽ chạy ra ở gần đó và sẽ hỏi thêm một vài người dân nữa. Nhưng mà những cái bà con ở xung quanh khu vực đó thì con có thể tới nói chuyện và phỏng vấn để gửi cho quý bà con những cái thông tin chính xác nhất tại vì con thấy hình ảnh này nó quá xác thật đi quý bà con và những cái người dân ở xung quanh để nói xuất hiện những cái hình ảnh mà những cái cái vị sư mặc áo vá thì ngày hôm nay đã xuất hiện lại rồi thì không biết là có sư minh tệ không và những quý bà con ở đây rất mong sư minh minh tệ quay trở lại nói là nếu mà sư minh tệ quay trở lại đây thì sẽ an ổn hơn sẽ không có tụ tập đông như vậy nhìn sư ở Gia Lai như vậy những cái người dân ở khu vực Nha Trang mà nhất là khu vực núi sạn thấy rất là thương thưa quý bà con và đó là những cái thông tin con muốn gửi tới cho tất cả quý bà con mong những quý bà con nào xem thì hãy hoan hỷ và để lại cho con một like cũng như là một lượt đăng ký và con hay để những cái thông tin mới nhất ở trên tác cộng đồng á quý quý bà con nếu mà theo dõi con lâu nay thì hãy quay đó xem về những cái thông tin mà con đưa có những cái thông tin nào nó để sai lệch chưa mà không biết vì sao mà rất là nhiều quý bà con vào luôn nghi ngờ những cái thông tin mà con gửi. À, nhưng, mà, nhưng mà nếu một lỡ mà sau này thông tin con nó có sai đi chăng nữa thì cũng mong quý bà con sẽ à, nhắc nhở, sẽ ủng hộ con như ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả quý bà con, hẹn gặp lại quý bà con vào tối nay hoặc là vào sáng mai thôi. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.